Chào tất cả mọi người ở trong cộng đồng YouTube. Mình rất vui khi được gặp lại các bạn. Đã lâu rồi mình không ra video. Hôm nay mình sẽ làm một video nói về cái xã hội hiện nay ở trên Facebook nhỉ. Ở trên Facebook hiện nay thì có cái chiêu trò lừa đảo về các bán hàng online các thứ nhé. Mình vừa mới bị một lần vừa mới bị nên mình mới làm video này để cho những bạn mà hay bán hàng online online trên Facebook để ý nữa. Mình không để ý thì lúc mình mất tiền nhiều, mình hối tiếc không có ai trả lại cho mình, thì lúc đó là khổ cho tất cả những người mà mình bỏ vốn ra, mình cũng muốn có hoa hồng, có muốn có like các thứ, nhưng mà nếu như là mình gặp phải cái bọn lừa đảo trên Facebook như thế này thì mình mất tiền không nhé. Bây giờ mình xin vào vấn đề. Vào tầm khoảng tuần trước mình vừa mới cùng làm với một công ty đó là bán mỹ phẩm nhé, bán mỹ phẩm đó là mặt nạ các thứ này. Lúc mình vừa mới làm thì cũng không biết là đấy là có lừa đảo hay không, và bây giờ mình cũng cũng không thể chắc chắn được. Nhưng mà theo như những người bạn ở xung quanh này thì có nhiều bạn đã bị cái mỹ phẩm này lừa nhiều tiền rồi. Khi mình hợp đồng làm với công ty đấy thì mình được làm một cộng tác viên và đăng bài, chỉ cần đăng bài mỗi ngày một bài thôi, nhưng mà họ bảo là một bài mỗi ngày một bài thì một bài là 60.000. Dù không có ai mua cũng là 60.000. Các bạn thấy có kiếm tiền có dễ không? Kiếm tiền quá là dễ nhỉ. Nhưng mà điều này mình thấy là không được các bạn. Kiếm tiền dễ thế này thì mình cũng chắc cũng không không khó làm giàu rồi. Khi mình đăng bài thì trong thời gian đăng bài thì đang tầm độ một tuần, thì theo như những người bạn kể lại thì cũng tầm một tuần thì có một người lạ nó nhắn tin ra bảo là mình nhập hàng về, nhập mỹ phẩm đấy là một túi theo giá nhập là 399.000, còn bán ra là 599, và mình được lời lại là 200. Nên có một số người, có những người mà mình không quen biết, cũng không không biết gì về nó, mà nó vẫn có nhiều bạn bảo là gọi điện, nhưng mà trường hợp mình gặp thì nó là một vẫn là một người ở trong Facebook đấy, nó vẫn có nick Facebook, nhưng mà nó bảo mình nhập về cho nó 10 gói, tổng là 5.990.000, còn giá nhập là 3.990.000. Thì nếu như là mình bán được thì được 2 triệu. Nên có nhiều người thì nó không để ý thì mắc lừa ngay. 2 triệu, 2 triệu ai mà chẳng muốn làm, đúng, 2 triệu ai cũng muốn lấy. Mình bỏ ra 3 triệu. Có một số người, mấy mấy bạn ở quanh đây cũng bị 3-4 người rồi nhập về. Lúc mình nhập thì họ vẫn chưa chưa làm gì, nhưng mà khi nhập về đến rồi mình chuyển hàng đi thì đi đến người nhận thì họ chỉ xem lướt lướt qua rồi họ bảo không nhận hàng. Thế là mình hàng lại chuyển về cho mình cũng mất cả tiền ship này, cả cái tiền nhập kia nữa. Thế là mất tầm mình nhập 3.990.000 thì mất hơn 4 triệu. Hơn 4 triệu thì số mỹ phẩm đấy mình bán đi đâu? Giá cao thế mình không bán được các bạn ạ. Đó là một đường dây lừa đảo ở trên Facebook, mình thấy là nó cực kỳ nguy hiểm. Những người họ chuyên lừa đảo đấy thì giọng của họ ngọt lắm các bạn. Như như người già thường nói là ngọt như mật ong, mật ong khoái các thứ. Đấy khó lắm các bạn. Mình muốn kiếm tiền thì kiếm online cũng cũng có những cái được, những cái thì lại lừa đảo như thế. Vẫn có những chỗ mình làm cũng được, nhưng mà những người hay bán hàng online thì phải cẩn thận với thận trọng những mỹ phẩm này. Mỹ phẩm này thì cũng có nhiều cái thì vẫn làm được thật, nhưng mà cũng phải để ý nhé. Sợ bị mắc lừa thì với những đường dây này thì khó lắm các bạn.
Theo như mình thì mình cũng nghe qua những người bạn bè chỉ cho thì mình mới phòng. Và bây giờ mình nhắn tin cho người mà bảo là nhận hàng kia thì mình lừa với nó là anh ơi bây giờ mình không không nhập được hàng, mình hết tiền rồi, cho mình ứng trước 50% hoặc hoặc là 10% để em bù vào tiền của em để nhận hàng. Người đấy bảo còn chửi cơ, còn chửi và bảo lần đầu tiên thì anh không không bao giờ ứng cho và không không bao giờ trả trước đó đâu. Lần thứ hai thì mới đưa tầm 70 50 đến 70% anh cũng đưa cho. Thế nhưng mà em nói thì mình nói thì người đó không vẫn ứng thế. Và hôm sau thì mình lại bảo bảo tiếp là anh ơi em không có tiền để nhận hàng nên xin anh thông cảm, em không không chuyển hàng qua cho anh được. Thế là nó phát điên lên, nó còn chửi chửi lung tung cơ, chửi nhiều lắm các bạn. Nó nói thì rất dài nhưng mà qua đây mình xin cảnh báo với tất cả các bạn, những người mà làm mình làm trên online thì vẫn nói chung là có nhiều thứ thì vẫn được nhưng mà cũng phải cảnh giác các bạn. Ở chỗ nào mong tất cả những người không phải riêng một dân tộc nào nhưng mà chỉ cần người Việt Nam hoặc tất cả những người ở trên thế giới này cũng phải cảnh giác những người mà lừa đảo ở trên online thế này. Mình đi mua ở chợ ở cửa hàng các thứ cũng cũng mắc rồi, nói chi mình bán online thế này mặt cũng không thấy, người không quen. Thế là có nhiều thứ là nó không không tin tưởng với không không sòng phạm mấy. Nên tất cả những người mà đang bán hàng online thì mình xin nói với các bạn là mình cũng phải làm cái gì cũng phải để ý, cũng phải thận trọng để không phải mất tiền qua. Nếu mất tiền thì đồng tiền mình kiếm rất khó nhưng mà khi mất đi thì nó mất rất là dễ và lấy về thì cơ hội là không có rồi các bạn ạ. Mình cũng phải tất cả các bạn cũng phải để ý và cuối cùng này mình xin chúc tất cả các bạn mà bán hàng online phải để ý và thận trọng. Chúc các bạn gặp may mắn không không phải gặp phải những đường dây lừa đảo như thế này nhé. Chào tất cả các bạn. Bye.